Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Ôi không. Ôi không. Chúng ta phải làm sao đây? Chiếc cầu bị sập rồi. Xe cầu quá xế, chúng tôi cần sự giúp đỡ. Được thôi, chúng tôi sẽ có mặt ngay. Ta hãy đi qua cầu gỗ nhé. Để ta lên cầu trước nghe. Ôi rất không may cầu sập xuống. Ồ, không an toàn. Không may cầu sập xuống. Ồ, không an toàn. Ta hãy đi qua cầu gạch nhé. Nào ta hãy cùng nhau đi. Ôi rất không may cầu sập xuống. Ồ, không an toàn. Giờ chắc khỏe. Chiếc cầu thép là chiếc cầu khỏe nhất đấy. Đúng vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành. Yeah. Xe cứu thương đang tới. Chúng tôi đây rồi, sẽ nhanh giúp bạn. Bệnh viện đi thôi, hãy nhanh nhanh lên nào. Wheel, wheel, nhanh nhanh, wheel, wheel, nhanh nhanh. Bệnh viện đi thôi, hãy nhanh nhanh lên nào. Wheel, wheel. Nhanh nào mau đi thôi. Cứu thương đây rồi, sẽ nhanh giúp bạn. Bệnh viện đi thôi, hãy nhanh nhanh lên nào. Wheel, wheel, nhanh nhanh, wheel, wheel, nhanh nhanh. Bệnh viện đi thôi, hãy nhanh nhanh lên nào. Wheel, wheel, nhanh nhanh, wheel, wheel, nhanh nhanh. Hey, 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 nhanh nào mau đi thôi. Chúng tôi đây rồi, sẽ nhanh giúp bạn. Bệnh viện đi thôi, hãy nhanh nhanh lên nào. Wheel, wheel, nhanh nhanh, wheel, wheel, nhanh nhanh. Bệnh viện đi thôi, hãy nhanh nhanh lên nào. Wheel, wheel. Chúng ta đã ổn rồi.
chúng ta phải cảm ơn xe cứu thương. Đúng vậy. Wow, kia là anh ấy. Xin chào xe cứu thương. Lại đây nào các con, hãy cùng làm những chiếc pizza nào. Các đầu bếp nhỏ đã sẵn sàng chưa? Các con còn muốn cho thêm gì nữa không? Nước sốt ạ. Phô mai que. Kẹo que lớn. Yum yum yum, tớ không thể đợi. Pizza kẹo ngọt, pizza kẹo ngọt, pizza kẹo ngọt. Nó ngọt thì phải. Nó mặn nữa. Ăn không ngon lắm, không ngon rồi. Vị rất tệ, mình không thể nào ăn được. Bà thích nó mà. Thật chứ ạ? Tất nhiên. Yeah. Cùng nhau ta hãy làm pizza. Bông ngô thơm với snack này. Nếu mình cho thêm một ít nước sốt vào thì còn ngon tuyệt hơn. Yum yum yum, tớ không thể đợi. Snack pizza, snack pizza, snack pizza. Cay quá đi. Thật không ngon lắm, không ngon rồi. Vị rất tệ, mình không thể nào ăn được. Ôi không, mình đã dùng nhầm nước sốt. Cùng nhau ta hãy làm pizza. Mình cho thêm sữa chua và kẹo. Nếu cho thêm chanh vào thì nó còn tuyệt hơn nữa. Yum yum yum, ta không thể đợi. Pizza tuyệt vời, pizza tuyệt vời, pizza tuyệt vời. Chua quá đi. Thật không ngon lắm, không ngon rồi. Vị rất tệ, mình không thể nào ăn được. Con không thích những chiếc pizza đấy. Bà thích chúng mà. Đừng buồn nhá. Lần sau chúng ta sẽ làm những chiếc bánh ngon tuyệt. Ngon tuyệt, ngon tuyệt, ngon tuyệt. Miu Miu. Tớ đã đưa những người bạn mời đến này. Tuyệt. Tớ thích những người bạn mới. Nhìn kia, họ đến đây rồi. Wow, nhìn họ thật ngầu. Hãy làm quen với các bạn ấy. Nhớ khi chúng ta gặp bạn mới quen phải lịch sự nhé các bạn. Chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Chào nhé. Hãy nhớ khi chúng ta gặp bạn mới quen phải lịch sự nói to rằng chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Chào nhé. Hãy nhớ khi chúng ta gặp bạn mới quen phải thật vui nhé các bạn. Chúng ta rất vui khi được gặp bạn. Chào nhé. Trời đang tối dần rồi, chúng ta phải về nhà thôi. Được rồi, chúng ta có thể chơi với các bạn ấy vào hôm khác. Hãy nhớ khi chúng ta tạm biệt, bạn mới quen phải lịch sự nhé các bạn. Chúng ta xin chào tạm biệt bạn nhé. Hãy nhớ khi chúng ta tạm biệt, bạn mới
nên phải thật vui nhé các bạn. Chúng ta xin chào tạm biệt bạn nhé. Sẽ cứu hộ, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Được rồi, chúng tôi sẽ đến đó ngay. Đội quái xế cứu hộ đi thôi. Quái xế xe tải cứu hộ cùng thùng xe to lớn. Quái xế cứu hỏa tôi đây rồi, cùng vòi phun nước lớn đi thôi. Quay quay chiếc bánh lớn, rung rung đi thôi. Quái xế cứu hộ là tôi, dũng cảm chiến đấu cứu người. Xe kéo cứu hộ này tôi rất khỏe, mình rất thích giúp đỡ. Bạn đừng lo lắng, đi thôi. Quay quay chiếc bánh lớn, rung rung đi thôi. Quay xe cứu hộ là tôi, quay xe thật nhau là tôi đây. Quay quay chiếc bánh lớn, rung rung đi thôi. Quay xe cứu hộ là tôi, dũng cảm chiến đấu cứu người. Đi thôi. Xin chào. Lại có tiếng còi báo động kìa. Đội quái xế cứu hộ đi thôi. Hãy cứu tôi, nguy hiểm cứu tôi. Bên này, đau quá, tôi phải làm gì? Nào, nằm lên can thôi, đi đi đi, bạn đã an toàn. Đi thôi. Tớ cũng đi làm nhiệm vụ, là chiếc xe cảnh sát màu xanh. Tớ cố gắng đi đường thật nhanh, làm cảnh sát giao thông gan dạ. Giúp chúng tôi, giúp chúng tôi. Nguy rồi, nhiều ô tô quá. Giúp chúng tôi, tắc đường không thể di chuyển. Điều hành những chiếc xe, đi đi đi. Hey, bạn đã an toàn. Lính cứu hỏa,
Thang máy, thang máy. Nó đây rồi. Cái gì đây nhỉ? Thang máy hỏng rồi. Chúng ta phải đi lên tận tầng 6. Làm sao bây giờ? Rất cao đấy. Con không muốn đi thang bộ đâu. Đừng lo lắng Mimi. Ở đây có các bậc thang tự di chuyển đấy. Đoán xem nó là gì nào. Các bậc thang tự di chuyển ạ? Con biết. Đó là thang cuốn. Con giỏi quá. Thang cuốn, thang cuốn. Cùng đi thang cuốn nào. Vâng ạ. Thang cuốn thật là dài, giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn, đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Thang cuốn thật là dài, ở giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn, đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Mẹ ơi, con thích đồ chơi. Thang cuốn thật là dài, ở giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn, đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Mùi gì nhỉ? Chạy! Chạy ngay! Cẩn thận! Chạy ngay! Cẩn thận! Lối này! Cẩn thận! Anh có sao không? Anh bị thương rồi, hãy gọi đội siêu cứu hộ. Đội siêu cứu hộ, rừng bị cháy rồi, hãy đến cứu chúng tôi. Khẩn cấp, trong rừng có cháy, đội siêu cứu hộ thi hành nhiệm vụ. Đội siêu cứu hộ, đi thôi. Có cháy, đám cháy ở trong rừng. Lửa đang cháy và khói lan tràn mọi nơi. Cứu với, hãy mau cứu chúng tôi. Để tôi cứu hộ, mau mau tay.
kìa, họ đến rồi. Trực thăng chạy chạy đến mang nước tới rồi đây. Mình cần giúp sức hết nước rồi, ôi biết tính sao. Đừng sợ, tôi mang nước tới. Chưa chạy ngày nào mình cùng nhau phun nước. Có người bị thương ở đây. Tôi sẽ chăm sóc chú ấy. Bạn đừng lo lắng, chúng tôi ở đây. Giờ ta khám nhanh và chữa cho bạn ngay. Nào mọi người, hãy rời khỏi đây thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Biệt đội siêu cứu hộ. Cảm ơn đội siêu cứu hộ. Cảm ơn đội siêu cứu hộ đã cứu chúng tôi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Hả? Đám cháy đã được dập tắt, mọi người đã an toàn. Yeah, tuyệt.